pit bull. Let's show them how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a porn star. It's about to start. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Đây là cách Jae Young quan tâm yêu thương đến cô bạn thân Lisa, tuy là vocal của nhóm nhưng vẫn thuộc phần rap của ai đó. Cô bạn thân ra mắt solo thì support nhiệt tình hơn ai hết. Những cái nhìn dịu dàng ấm áp dành cho nhau.
But the father gentleman. Đây là khi em út nhái chị cả nhưng không thành công. I'm Jisoo, I'm ok. I'm Jisoo, I'm ok. Còn đằng ấy. I'm Jisoo, I'm ok. Đọc tên Jisoo. Jisoo. Còn đằng ấy. Jisoo. Cái này tôi chịu, có sự góp mặt của Rosie nữa nha. Tôm tôm, 여기는 tôm 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 tôm. Còn hai à. Tôm 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 tôm. Những lần Lisa đúc đồ ăn cho các thành viên. Rose. Jenny. Jisoo. 몸이 바닥이지 않아. 그 감자튀김 정말 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 맛있다. I know you want me. You know I want. những lần Rose ném mic tại lễ trao giải. Okay. 네. 아, 저